Chào các bạn. Cận thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa tiếp đề trong cuốn 60 đề minh họa 2024. bạn thân mến, ở buổi trước thì cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa đề số 1 rồi. Hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa tiếp đề số 2 em nhé. Và ở buổi trước thì cô Trang Anh đã có giới thiệu về cái cuốn sách này gồm có những nội dung gì rồi. Nhưng hôm nay cô Trang Anh sẽ không giới thiệu lại nữa. Thì ở cô Trang chỉ có một đề nghị như này là trước các buổi học livestream thì các bạn chịu khó giải cái đề đó trước đi thì khi các bạn xem cô chữa thì các bạn sẽ thấm và ngấm hơn bạn thân mến với cuốn 60 đề minh họa này cô trang soạn chuẩn form chuẩn mức độ và bám sát cái form đề thi của năm trước cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà cô trang hỗ trợ lời giải chi tiết và phần video chữa để mà xem được lời giải chi tiết cũng như xem được video chữa thì các bạn kích hoạt id sách để kích hoạt id sách các bạn sẽ làm như nào các bạn mở cho cô cái trang cuối bạn làm theo cái hướng dẫn kích hoạt tài khoản cho id này để mà kích hoạt mỗi cuốn sách các bạn nhận được thì sẽ có cái mã cào ở đây các bạn cào cái mã này và làm theo các bước hướng dẫn này để kích hoạt sách khi các bạn kích hoạt sách thì các bạn sẽ xem được bài giảng ở trong sách em nhé rồi các bạn thân mến trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học em nhé cô trai sẽ thực hiện tác phong nhanh nhẹn khẩn trương để làm sao mà chúng ta có thể chữa được một cái đề trong khoảng thời gian là một tiếng đổ lại thôi đúng không ạ buổi trước chữa dài quá các bạn đến cuối các bạn chán ok sẵn sàng chưa ạ Đấy nhớ, các bạn sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Bạn nhớ là mỗi buổi học thì cô trai sẽ hỗ trợ các bạn chữa 38 câu Thế còn hai bài tập đọc hiểu thì cô trai anh đã quay video rồi Nên là các bạn sẽ tham khảo cái phần video chữa đọc hiểu ở trên moon.vn Mà để xem được video chữa thì các bạn nhớ phải kích hoạt sách thì mới xem được em nhé Thời hạn tra sách này nếu cô nhớ không nhầm mình là 12 tháng Để cô xem nào Nhớ, thời hạn tra cái cuốn sách này là 12 tháng đây ạ, à, ở đây họ có ghi nhá bạn xem này Họ có ghi lại thời hạn xa tra, Thời hạn để mà tra ID lời giải Cũng như video chữ bài Là trong thời gian 12 tháng kể từ ngày kích hoạt em nhé Rồi có rất là nhiều bạn Các bạn đã hỏi cô là Cái cuốn bộ đề năm nay thì khác gì so với cuốn bộ đề năm trước Bạn thân mến Cái cuốn bộ đề năm nay cô cho anh có Chỉnh sửa để nó phù hợp với cái định hướng thi Nên là về nội dung nó có thay đổi Nghĩa thay đổi khoảng 40% so với đề thi của năm trước em nhé là, Rồi các bạn sẵn sàng chưa buổi hôm nay của chúng ta chưa Nếu các bạn đã sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào chữ luôn nhé Bạn thân mến trong một cái đề thi chính thức nó sẽ có những cái nội dung sau Giờ bạn nhìn cho cô vào cái ma trận đề thi này Để mà định hướng được là Để có thể hình dung ra được là trong cái đề thi chính thức Nó sẽ gồm có những cái dạng bài sau này Dạng bài về phát âm, dạng bài về trọng âm, dạng bài về trọng non Đúng, đúng Dạng bài về đồng nghĩa, trái nghĩa, dạng bài về giao tiếp Dạng bài đục lỗ, dạng bài đọc hiểu Dạng bài tìm lỗi sai Dạng bài câu đồng nghĩa và dạng bài kết hợp câu Thế còn trong cái đề thi của chúng ta có những cái phạm trù kiến thức gì thì bạn sẽ đọc cho cô toàn bộ cái cột chuyên đề này em nhé rồi bây giờ này bạn sẽ cô với các bạn sẽ cùng trước đề số 2 trong cái cuốn này các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa nhớ trong cái quá trình mà chữa bài thì cô trai anh sẽ chỉ tập trung vào chữa bài thôi không nói chuyện riêng ok sẵn sàng chưa nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung bài học hôm nay của mình này Ok, cô muốn nghe phản hồi của các bạn Các bạn đã sẵn sàng rồi phải không ạ? Rồi, cô bắt đầu vào nhé Với câu số 1 và câu số 2 là dạng bài về phát âm Với dạng bài phát âm này Chúng ta chắc chắn là mình phải xác định được là Với dạng bài phát âm thì mình chắc chắn là mình phải Phải đọc được, bởi vì phát âm là người ta muốn kiểm tra Về phần, về cái khả năng Về ngữ âm của em mà, đúng không ạ? Vậy nên là chắc chắn là với cái dạng bài phát âm thì em Xác định là em phải biết đọc, không có mẹo nào cả Vậy thì biết đọc thôi chưa đủ Chúng ta phải có chiến thuật làm bài Chiến thuật là như thế nào đây ạ Em chọn ba trong bốn từ mà em chắc chắn nhất về phần phát âm. Đó, rồi sau em, em sẽ đọc từ đó lên. Chú ý xem phần cái chân được phát âm là gì. Và trong ba từ đó em sẽ phải tìm ra một từ mà có phần cái chân được phát âm khác so với cái từ còn lại. Thì cô sẽ có câu số 1 ý A à, tới đọc là gì ạ? Tới đọc là confide. Giờ thì, thì âm đấy của cô sẽ được đọc là con. Ok. Đấy nhá, confide. Rồi tiếp theo phải xét cho cô đến với cái anh ý B của chúng ta thì sao? Cho ý B cô có từ này của mình được đọc như sau ấy. Đọc là consider giờ Âm này của cô cũng sẽ được đọc là con Nhớ hai anh rồi Tiếp theo này cô sẽ đến với cái anh ý xe Ý xe tới đọc là confession Cho này cô cũng được đọc là con Ok Vậy thì bằng phương pháp loại trừ Cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy Sẽ phải là anh ý D Cho ý D từ đấy của chúng ta sẽ được đọc như thế nào đây ạ Đọc là concentrate Thì Âm đấy của cô sẽ được đọc là o, oh, đọc là con chứ không phải đọc là con. Vậy thì với câu số 1 cô chọn được câu đấy là ý D. Với câu số 2 là câu kiểm tra về phát âm của đuôi ED. Bạn nhớ là trong cái đề thi năm trước thì nó vào cái phát âm của nguyên âm và phụ âm chứ không vào phát âm của đuôi S, đuôi ED. Dạ, tuy nhiên thì cô Tranh vẫn đề phòng rằng năm nay có thể là bộ sẽ lại thay đổi sẽ lại cho vào phát âm của đuôi S -D, -E D nên là thi thoảng một vài đề trong cuốn này cô Tranh vẫn đưa cái câu kiểm tra phát âm đuôi S -D, -E D vào trong nội dung ôn của chúng ta nhé dạ, bạn nhớ cho cô là trong tiếng Anh những từ tận cùng là e D mà trước nó là T hoặc D ED sẽ đọc phát âm là e D vậy thì cô sẽ có IB e từ đọc là planted đúng không IB e đọc là I e A cô từ đọc là landed đúng không thì bạn nhớ cho cô với từ land là đất Đấy nhá. Ngoài ra nếu là động từ này thì với cái từ land nó là hạ cánh nhờ, của máy bay hạ cánh ấy. Vì thế bạn sẽ thấy là cả A và B đều có đuôi ED rồi. Vì cô có C và D. C và D thì trước cái D đều là chữ khó. Đúng không ạ? Nhưng mà bạn nhớ cho cô là chắc chắn là trong hai từ này cô sẽ có một từ là đặc biệt. Thì bạn nhớ là trong tiếng Anh có 16 trường hợp đặc biệt của đuôi ED. Bình thường là những từ tận cùng là ED trước là T hoặc D thì ED mới được phát âm là ED. Nhưng mà có 16 trường hợp việc của DD nó không tận cùng là T hoặc D nhưng nó vẫn được phân âm là ID và ý C là một trong 16 cái từ như vậy thì cô có ý C. Từ đọc là liquid. Thì âm này cô là ID này. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 2 đáp án là ID. Sau câu số 2 trở cô sang câu số 3 và câu số 4. Với câu số 3 và câu số 4 nó sẽ là dạng bài về trọng âm. Với dạng bài về trọng âm thì cô Trang anh đã ôn cho các bạn rất rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ xem với cô như sau này. Trong cái dạng bài về trọng âm theo đề thi chuẩn nó sẽ có một câu trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi và một câu trọng âm theo phiên âm thì thường là trọng âm đối với từ ba âm tiết trở lên chúng ta sẽ áp dụng quy tắc trọng âm đối với hậu tố và âm đuôi này với câu số 3 là trọng âm đối với từ ba âm tiết trở lên cô có ý b với đuôi y dài mình có quy tắc là những từ có đuôi y dài làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên nhá nếu những bạn nào mà đến giờ phút này vẫn chưa nắm được các quy tắc về trọng âm thì đề nghị các bạn học lại các quy tắc về trọng âm đó Nhạ? bởi vì với cái dạng bài về ngữ âm này các bạn xác định các bạn phải lấy điểm tuyệt đối nhớ cô có này ý b những từ có đuôi dài làm cho ông dịch chuyển ba từ lên cô có như sau với từ electrify nhớ cô có như sau này electrify dịch ba âm lên nó sẽ rơi vào like âm tiết thứ hai của từ nhá thế còn ý c cô với đuôi able những từ có đuôi able không ảnh hưởng đến cho ông của từ vì cô sẽ thấy có đuôi ion, ER. những từ có đuôi ion ER trong âm vào trước âm đó. Với với từ fashionable cho âm âm tiết đầu. Ok không ạ? Rồi cô có, có ý D của cô này. Đuôi IST không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Không ảnh hưởng đến trọng âm của từ thì mình sẽ bê cái đuôi đó lại. Chợ bê nó đuôi đó lại thì em sẽ thấy nó tỏi ra đuôi IC. Chợ những từ có đuôi IC làm trọng âm rơi vào trước âm đó. Với từ geneticist thì trọng âm sẽ rơi này genesisist về rơi trong đó sẽ rơi vào này, âm tiết thứ hai của từ như vậy thì với cái câu số 3 này đáp án của chúng ta sẽ phải là ý c sau câu số 3 chuyển cô sang với câu số 4 trợ với cái câu số 4 bạn xem cho cô này câu số 4 sẽ là trọng âm đối với từ ha tiết trọng âm đối với từ ha tiết chúng ta sẽ dụng quy tắc trọng âm theo phiên âm vậy thì em sẽ phải đọc cho cô cái từ đó lên nhé cô có ý a tôi đọc là construct nếu cô có cơn là ơ, trọng ô không rơi vào ơ, vậy nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai của từ. Rồi tiếp này xét cho cô đến với anh ý b thì sao? Ý b tới đọc là đọc là constant. Nếu cô có con là o mà constant là ơ, cô có o với ơ đều là nguyên âm ngắn hết lên cho âm giờ âm tiết đầu. Rồi cô còn c vào đây thì đây cô có từ contain này. Cô có cơn không nhận trọng âm, đúng không ạ? Cơn là ơ nhận trọng âm, tên là a nguyên âm đôi nhận trọng âm. Vậy cho ông giờ âm tiết thứ hai, như vậy thì với câu số 4 bằng phương pháp loại trừ, cô chọn được câu 4 là ý B. Sau câu số 4 trở cô sang câu số 5. Với khi câu số 5 nó sẽ thuộc phạm trù kiến thức về phần phân tử hiện tại, phân tử hoàn thành. Thì bạn nhớ cho cô cái quy tắc sau. Khi ai vế của câu đồng chủ ngữ, người ta sẽ bỏ chủ ngữ của mệnh đề đầu. Đổi động từ về dạng vấp in. Dạ, hoặc là having cậu vấp phân từ hai với câu chủ động. chợ dạ, bị động thì vấp in sẽ đổi thành vấp phân từ hai chưa? Having cộng với phần thứ hai sẽ đổi thành là Having been cộng với phần thứ hai Đấy nhá Rồi bạn xem cho cô xem này Với cái câu này của chúng ta Giờ xem cho cô xem là em sẽ chọn đáp án là ý gì Chắc chắn là chủ ngữ của mệnh đầu cô là she Đúng không ạ? Bởi vì là hai vế của câu đồng chủ ngữ thì mình mới bỏ được chủ ngữ của mệnh đầu mà Đúng Chủ ngữ của mệnh đầu là she Rồi cô ấy tiếp này cô có từ repeat Giờ repeat nghĩa là lặp đi lặp lại liên tục Đấy nhá cứ có tượng x nó nghĩa là phớt lờ Vậy thì cô dịch là liên tục bị phớt lờ Cô ấy quyết định Chúng ta có cái cấu trúc là decide to something Quyết định làm gì nhá yeah. Tức này cô có cái cụ động từ speak up Nghĩa là lên tiếng yeah. Và làm sao đây Khẳng định cái vị thế của mình trong cuộc họp Vậy thì với cái câu số 5 Cô sẽ dịch câu này hoàn chỉnh như sau Dịch là liên tục bị phớt lờ Hoặc là bị phớt lờ nhiều lần Cô ấy quyết định lên tiếng khẳng định vị thế của mình trong cuộc họp Vậy thì với cái câu này là cô ấy bị người ta lờ đi Bị phớt lờ, vậy là bị động Nếu bị động thì cô sẽ không chọn ý C Vì C cô là dạng chủ động, đúng không ạ Thế này cô cũng sẽ không chọn ý D Vì D cô là dạng chủ động Thì cô có là ý A, người ta dùng bi cấu phần thứ hai Là bị động của danh động từ Trong khi đó, ở vị trí này cô cần phân từ hiện tại Phân từ hoàn thành cơ Vậy thì với câu số 5, cô chọn được câu đấy là ý B Số cô số 5 chuyển cô sang với câu số 6 a à, có bạn bạn hỏi cô là Khi nào thì người ta rút gọn bằng vơ vâng bình? khi nào người ta rút gọn bằng cách dùng having với phần thứ hai thì em nhớ là dùng verb sẽ dùng verb cho hành động xảy ra gần như liên tiếp đồng thời thế còn dùng having có phần thứ hai khi nhấn mạnh mọi động đã xảy ra xong rồi mới tới hành động khác nhé yeah. sau câu số 5 trở cô sang câu số 6 em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu số 6 thì em thấy rằng đây là câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng nào với câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng chúng ta sẽ xét ngữ cảnh của cái câu này trước thì cô có với cái từ sau với từ objective, từ đấy nghĩa là mục tiêu nhé objective, w là viết tắt của từ World của từ World Health Organization là tổ chức y tế thế giới. phiên dịch là mục tiêu của tổ chức y tế thế giới là là sao bởi all people của tất cả mọi người đúng không ở cái cấp độ cao nhất của health sức khỏe. phiên dịch là mục tiêu của tổ chức y tế thế giới là tất cả mọi người đều đạt được cái mức độ sức khỏe cao nhất nhá, như có thể vậy thì cô sẽ thấy được là với cái anh ý b với từ approach nghĩa là gì? cô có từ approach từ đấy nghĩa là cách tiếp cận hướng giải quyết vậy thì cái anh ý b của cô không phải rồi đúng không ạ? Thế để xét cho cô đến với cái anh ý c thì sao? trợ ý c của cô với từ sao? với từ advance, cô có từ advance nghĩa là sự tiên tiến hiện đại, nghĩa vậy thì c của cô không phải rồi. bây giờ cô còn anh ý a hoặc là anh ý d xét cho cô xem là với cái anh ý d của chúng ta với nghĩa là gì thì cô có với từ sau với cái danh từ đó là từ với từ acquisition với từ acquisition từ đấy của chúng ta nghĩa là sự đạt được một cái kiến thức một cái kỹ năng nào đấy trở về thì bạn sẽ thấy rằng là ý d của chúng ta sẽ không phù hợp cho ngữ cảnh của câu này trong ngữ cảnh câu này là đạt được cái mức độ về sức khỏe cao nhất cơ chứ không phải đạt được một cái kiến thức hay kỹ năng gì nên ý d của cô không phù hợp như vậy thì bằng phương pháp loại trừ, cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy của chúng ta sẽ phải là anh ý A. À. Ý A à của cô với từ sau. Với từ attainment, nghĩa là sự đạt được một cái thành tựu một cái thành công gì đấy, một cái kết quả gì đó. Thì nó sẽ phù hợp với ngữ cảnh của câu này. Nên câu 6 cô chọn được ý A. Sư cô số 6 chuyển cô sang với câu số 7. Thực ra thì ở trong cái đề thi của chúng ta nó chỉ khó những câu về từ vựng thôi. Nhưng những câu ngữ pháp thì dễ. Vì vậy mà với cái đề thi chủ quốc gia này Cô nghĩ rằng cái việc mà các bạn cầm trách 8 điểm rất là đơn giản Nhưng thế còn 9 điểm thì sẽ tương đối khó 9 điểm nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là Các bạn học từ vựng cơ, từ vựng nâng cao, từ cùng chứng nghĩa, từ dễ gây nhầm lẫn Thành ngữ, tốt đến đâu Rồi với cái câu số 7 Em sẽ căn cứ cho cô bằng dấu hiệu trại gian là Vào năm 1791 Đây là dấu hiệu trại gian của quá khứ Cô sẽ bỏ ý A với thì quá khứ hoàn thành Cô bỏ ý B với thì hiện tại hoàn thành Chờ cô còn này với cái anh ý C, à mà ý C quá khứ tiếp diễn cô cũng bỏ Vậy thì với câu số 7 chỉ còn ý đề để mà chọn thôi dịch à, vào năm 1791 Đúng không ạ? Cái ông này đã đệ trình Ông ấy đã gửi cái kế hoạch Cho cái cái gì ạ? À? Cho cái cái việc làm ra cho cái thủ đô mới Tại Washington Đấy nhá Vậy thì với câu số 17 cô chọn ý đề dịch là Vào năm 1791 thì ông này đã đệ trình cái kế hoạch Cho thủ đô mới tại Washington Xong câu số 7 Vậy thì câu 7 sẽ là câu thuộc vào chủ kiến thức về thì của động từ em nhé Với cái câu số 8 là câu kiểm tra kiến thức Về phần danh động từ và động từ nguyên mẫu bạn căn cứ cho câu bằng từ want. Chúng ta có cái cấu trúc là want to do something, muốn làm gì. Đúng không? Vậy thì cô sẽ bỏ được anh ý đây. Rồi, tiếp này. Với cái câu này dịch là anh ta không muốn để lộ ra cái lỗi sợ hãi của mình. Nhá. Yeah. Rồi cô có từ cô có cái từ security là an toàn để cô có từ insecurity nghĩa là sự không an toàn, sự bất an. Thì vậy thì với cái câu số 8 dịch là anh ấy không muốn đúng không? để lộ cái lỗi sợ hãi và sự bất an của mình cho bất cứ ai biết. Vậy theo cái cấu trúc như này thì cô sẽ dùng cấu trúc là want to do something muốn làm gì? Chợ và nếu mà theo cái cấu trúc là want to do something muốn làm gì? Nhờ thì cô có cái dạng là want to be với phần từ hai là muốn được làm gì? Nhưng mà dịch nghĩa câu này anh ta không muốn để lộ ra cái lỗi sợ hãi và sự bất an của mình, vậy là chủ động. Nếu chủ động thì cô sẽ loại trừ cái phương án ý B thì ý B cô là dạng bị động của tu vấp. Vậy cô sẽ còn A và C. Chợ có cả cái dạng là tu cộng với Half cũng phần từ hai. Chờ bạn nhớ như sau này? Khi mà người ta dùng cái anh là want cộng với to cộng với have cũng một thứ hai là nhấn mạnh cái hành động này xảy đã xảy ra rồi nhưng mà vậy thì với cái câu này chúng ta thấy nó không hề có ý nhấn mạnh gì cả nên là cô sẽ chọn câu 8 là ý a sau câu số 8 chuyển cô sang câu số 9 trợ với cái câu số 9 em xem cho cô như sau với cái câu số 9 bạn căn cứ cho cô bằng từ and hai bế luôn cân nhau đầu từ việc sau của cô hiện tại lên suy ra sẽ theo sự phối thì thì đằng trước chúng ta không thể chia quá khứ được nên cô bỏ ý B với thì quá bị động của thì quá khứ hoàn thành. Cô bỏ ý C với việc bị động của quá khứ đơn. Bây giờ cô sẽ chỉ còn ý A hoặc là ý D mà thôi. Dịch nghĩa câu này. Ừ, dịch là cái phòng đấy đã được làm sao đấy? À, chúng ta có xem là dịch cho cô coi gì là cái phòng đó đã được tân trang lại và trông đẹp hơn trước đấy nhá. Vậy bạn thấy là và cái phòng đấy phải được tân trang lại chứ không tự tân trang lại được vậy là bị động. Thì em thấy rằng là cả A và C đều là bị động. Ý A là bị động của hoàn thành và ý D là bị động của thì hiện tại đơn. Nhưng mà xét ngữ cảnh câu này này, cái phòng đấy đã được tân trang rồi và kết quả của cái hành động đó là bây giờ trông đẹp hơn trước. Vậy chúng ta có cái cách dùng là thì gì để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ để lại kết quả hay dấu hiệu hiện tại? Kết quả dấu hiệu chính là bây giờ nó trông đẹp hơn trước này. Vậy cô sẽ nghĩ việc dùng hiện tại hoàn thành bởi vì chúng ta có cái cách dùng là thì hiện tại thành diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ để lại kết quả hay dấu hiệu hiện tại, nhá. Yeah ở xong câu đấy chị cô sang với câu số 10 với cái câu số 10 là câu kiểm tra kiến thức về phần so sánh. Thì với cái phần so sánh thì bạn xem với cô rồi à, chúng ta có cái cụm từ là so one cộng với danh từ số nhiều. có, có từ tourist, à, có, có từ tourist với từ là tourist destination nghĩa là điểm đến du lịch. Là Nha Trang là một trong những cái điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Vậy là so sánh Nha Trang với đúng không ạ tất cả những cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Vậy thì so sánh một với tất cả nó sẽ là so sánh nhất. So sánh nhất nó có công thức là chủ ngữ cộng với be cộng với the, ok, cộng với most, cộng với tính từ nếu là tính từ dài hoặc là cộng với tính từ thêm đuôi st nếu tính từ là tính từ ngắn. Vậy thì theo cái cấu trúc như vậy rất là đơn giản, cô chọn được câu số 10 là ý A. Sau câu số 10 chuyển cô sang câu 11. Trở với khi câu số 11, câu này sẽ là câu kiểm tra kiến thức về phần từ loại. Với câu kiểm tra kiến thức về từ loại thì em phải xét cho cô xem là ở cái vị trí chỗ trống này em cần từ loại là gì? Vậy muốn biết được là vị trí chỗ trống em cần từ loại là gì? Thì em sẽ quan tâm cho cô cái thành phần phía trước của chỗ trống thì bạn sẽ nhìn thấy có từ sau. Bạn nhìn thấy có cái tính từ với từ mistaken. Yeah, tính từ này của chúng ta có nghĩa là nhầm lẫn. nha yeah. Vậy chúng ta có quy tắc là sau tính từ cộng danh từ. Nếu cộng danh từ cô sẽ không chọn ý A à, Bởi vì sao? Với từ identically Nhờ với cái từ identically Từ này của chúng ta nghĩa là một cách giống hệt nhau đồng nhất Nhờ đuôi ly là đuôi của trạng từ Đấy nhá Vì vậy mà xét vị trí chống cô cần danh từ chứ không cần trạng từ Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ cô sẽ bỏ được cái anh ý A à. Bỏ cái từ identically Rồi bây giờ cô sẽ có ý B của cô là sao? Nhờ ý B của cô với từ identified anh này cô là dạng quá khứ của từ identify. Cô biết như thế này nhé. Đó, identify, động từ này cũng nghĩa là nhận ra, nhận diện, nhận ra. Vậy đây cô không cần động từ nên cô sẽ bỏ ý B. Rồi bây giờ cô sẽ còn ý C hoặc là ý D. Ý C cô với ý từ identity, nghĩa là cái lách nhận dạng. Thế còn ý D cô với ý từ identification, nghĩa là thẻ căn cước, chứng minh thư. Nghĩa là thẻ căn cước, nghĩa là chứng minh thư, nghĩa là quá trình nhận diện. Vì vậy gì là người ông đấy làm sao cô có từ innocent, là vô tội. Đó đúng không ạ? nhá, cái từ này là một cái từ mà rất là hay đưa vào trong cái phần đồng nghĩa trái nghĩa là bạn lưu ý cho cô này. Cô có từ innocent. Giờ chúng ta có cái cấu trúc là be innocent. Nếu được đi với giới từ nó sẽ đi với giới từ là of vô tội. Đó đúng không ạ? Rồi mình ngược với từ vô tội, chúng ta sẽ có cái từ đó là từ có tội. Vậy từ có tội là từ gì? Giờ cô có từ guilty. Cô biết ra đây nhé. Ở chợ đây cô biết ra đây ạ. À? cô có, có với cái từ đó là từ guilty. Từ đấy nghĩa là có tội. Nhớ ra À? người đàn ông đấy vô tội nhựa đó là một cái trường hợp nhận dạng nhầm đấy nhá vậy đây cô sẽ thấy được là là cái trường hợp nhận dạng nhầm vậy thì bạn sẽ chọn được đáp án của câu này sẽ phải là ý c hay là ý d cả c và d đều là danh từ vậy thì bạn sẽ chọn đáp án câu này là ý c hay là ý d nhớ nào cô sẽ có này ý c với từ identity từ đấy nghĩa là cái cái lét nhận dạng ạ, thế còn ý D của chúng ta với từ identification. Với từ identification Từ đấy nghĩa là thẻ căn cước là chứng minh thư là quá trình nhận dạng. Vậy đây nó là ở đây cô sẽ dùng với nghĩa là cái việc nhận dạng ở ờ, nhá, yeah. chứ không phải là cái quá trình nhận dạng. giờ yeah, vậy thì ở đây gì ạ? À? Người ông đó vô tội đó là một cái cái trường hợp nhận dạng nhầm. Vậy là nó sẽ là cái việc nhận dạng chứ không phải là quá trình nhận dạng. Thì cô có từ identity từ đây của chúng ta có nghĩa là cái lết nhận dạng cái việc nhận dạng. Như yeah, vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý C. Sau so, câu số 11, chuyện, cô sang với câu số 12. Với câu số 12, câu này sẽ là câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng. Mà với cái câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng thì cách làm nó sẽ xét ngữ cảnh của câu trước, rồi nó sẽ xét ngữ nghĩa của các các phương án Sau so, rồi em sẽ chọn cho cô một cái từ mà nó phù hợp với ngữ cảnh của câu này Thì cô sẽ có what cái cuốn sách này? Chờ cái cuốn sách này là phần mở rộng của A series của một loạt những cái lecture, những cái bài giảng given được giảng last year năm trước và là cuốn sách này là phần mở rộng của một loạt các bài giảng được đưa ra vào năm trước vậy cô sẽ cần một từ nghĩa là cái phần mở rộng vậy thì em sẽ là phương pháp loại trừ từng phương án một nhé cô có ý a à với từ sau với từ expense từ đấy của chúng ta có nghĩa là chi phí chi tiêu vậy ý a à của cô không phải chờ ý b cô với từ extension chờ với từ extension nghĩa là sự mở rộng gia tăng sự mở rộng gia tăng về tầm ảnh hưởng đấy nhá vậy thì với cái nghĩa là sự mở rộng gia tăng về tầm ảnh hưởng, nhỡ hoặc là mở rộng ngôi nhà, chợ mở rộng tòa nhà. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái nghĩa là cái sự mở rộng gia tăng về tầm ảnh hưởng này hoặc là mở rộng không gian của ngôi nhà này hoặc là thêm thời gian này. Đấy, thì bạn thấy rằng là với cái nghĩa đó nó không phù hợp với ngữ cảnh của câu này nên cô bỏ ý b. Rồi tiếp này cô sẽ còn anh ý c và anh ý d. Chợ ý c của chúng ta với cái từ sau đó là từ với từ Addiction cứ có tựa addition nghĩa là sự bổ sung vì vậy thì nó sẽ không phù hợp trong cái cảnh của câu này rồi Nó không phải là một sự bổ sung đấy nhá nhạ? nó là cái phần mở rộng thêm của cái chuỗi bài giảng kia cơ Nên là cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý D Bằng phương pháp loại trừ Trở về thì ý D của chúng ta với nghĩa là gì mà mình có thể chọn được thì cô có từ sau với expansion, Cái đấy của chúng ta có nghĩa là sự gia tăng, sự mở rộng về tầm quan trọng, về kích cỡ, về số lượng, về phạm vi. Nên là với câu này cô sẽ chọn được ý đây em nhé. Là thường là cái phần từ vựng cô trai cho khó Vậy theo đúng tính chất đề thi là Phần từ vựng nó sẽ ở trong cái mục tiêu chín cộng Rồi với câu số 13 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian Thì bạn nhớ cho cô như sau ấy, Với cái phạm trù kiến thức về phần mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian Xét cho cô về sự phối thì trước Thì em sẽ thấy ở đây cô có, có từ là hiện tại Vậy suy ra động từ trong mệnh đề trạng thời gian cũng phải chỉ hiện tại thì cô thấy rằng ý người ta dùng động từ là live là hiện tại đúng không ạ? Visiting or living. Ở, ở đây dùng trường hợp là sau ngoài có vấp in. Được. Thế còn visiting or going ở đây dùng dạng là vấp in. Thế còn ở mệnh đề đây là ở cái câu đây là when visit động từ nguyên dạng. Vậy thì về phối thì nó ok rồi. Về cô sẽ xét về mặt ngữ nghĩa nhé. Cô có từ culture shock. Trở về từ culture là văn hóa, culture shock là sốc văn hóa. trở sốc văn hóa là một cái cảm giác bối rối, lo âu mà ai đó gặp phải nhờ khi mà đến thăm hoặc rời khỏi nhờ, nhờ, một cái nơi nào đó với một cái nền văn, văn hóa rất là khác đặc biệt là một quốc gia khác dịch như vậy nhé sốc văn hóa là cái cảm giác bối rối đó mà ai đó trải qua khi họ đến nhờ khi họ đến thăm hoặc là khi họ đến thăm hoặc là họ nhờ khi mà họ đến hoặc là rời khỏi một cái nơi nào đó có một cái nền văn hóa mà rất là khác đặc biệt là một quốc gia khác vậy thì bạn sẽ xem cho cô như sau này với cái câu này từ từ nhé gì cả Sốc văn hóa là một cái cảm giác bối rối lâu mà một ai đó trải qua phải trải qua thì khi mà họ rời khỏi cái nơi đó nên bạn sẽ thấy như sau này về cái từ từ nhé xét về, về 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 bản chất này thì sốc văn hóa phải là cái cảm giác bối rối lâu mà ai đó trải qua khi họ đến hay là sống khi họ đến đó thăm hay là sống ở quốc gia đó cơ Vậy thì à, cô dịch là sốc văn hóa là cái cảm giác bối rối lo âu mà ai đó trải qua khi mà họ rời khỏi một nơi đó và đến nơi khác. Thực ra rời khỏi nơi đó thì không xảy ra sốc văn hóa đâu. Đó ạ. Thế nhá. Thế này ý bê của cô là khi mà đến thăm hoặc rời khỏi cũng không phải. trợ ý sẽ của cô là đến thăm hoặc là đến sống Nhưng mà ở đây thì bạn sẽ thấy rằng là khi người ta dùng vô binh ở đây thì không phù hợp Phải là khi mà họ đến đó, đúng không ạ, thăm hoặc là đến đó để sống ở nơi đấy cơ Vậy thì câu 13 xét theo nghĩa thôi Thì cô sẽ chọn được câu 13 là ý đề Dịch quan chỉnh là sau văn hóa là cái cảm giác bối rối đau âu mà ai đó trải qua khi mà họ đến sống nhỡ khi họ đến thăm hoặc đến sống ở một nơi có lời văn hóa rất là khác đặc biệt là một quốc gia khác. Xong câu số 13 chuyển cô sang câu số 14. Câu 4 của chúng ta là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần giới từ và nó sẽ đi theo cái cấu trúc về giới từ. Cô có cái cấu trúc là impossible for somebody to something. Nhá, yeah, it impossible for somebody to something. Không thể cho ai đó làm gì. Nếu như mà cô bê cái phần cái cái tiền tố im lại thì cô sẽ có là it possible for somebody to something là có thể cho ai đó làm gì. Vậy thì ở cái cấu trúc này của cô sẽ dịch là Nhờ yeah, it impossible for somebody to something Nghĩa là không thể cho nó đó làm gì Cái gì là bởi vì ách tắc giao thông Nên là tôi không thể đến đó trước 8 giờ được Vậy theo cái cụm như vậy Thì câu 14 rất là dễ dàng Cô chọn được anh ấy C Xong câu số 14 chuyện cô sang câu số 15 Câu 15 của chúng ta sẽ là câu thuộc phạm chủ kiến thức Về phần cụm từ Nhờ yeah, vậy thì với cái cụm từ gì bây giờ Thì chúng ta sẽ có như sao này Nhờ yeah, chúng ta xét ngữ cảnh câu này trước nhé Cô có từ despair là mặc dù chưa, mặc dù lịch trình rất là bận đúng không? Anh ấy vẫn giữ cái gì đó Dẫn con gái tới công viên giải trí Và ngày sinh nhật của con bé Vậy thì với câu này bạn thừa nhận cái cụm từ đó cho cô luôn này Chờ cô có cái cụm từ là Keep Okay, once Word yeah, Cô có cụm từ là keep on word Hoặc là promise Nghĩa là giữ lời hứa Thừa nhận cái cụm này cho cô này được đúng không? À, cô có cụm từ là keep on word Hoặc là promise Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là ý A à của cô không phù hợp bởi vì cái từ word nó không có S mới đúng. Vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý D. chưa xong câu số 15 chuyển cô sang câu số 16. Câu 16 là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần cụm động từ. Cô có ý A à với cụm từ write down, nghĩa là viết xuống. Cụm từ hand in, nghĩa là, nghĩa là giao, nghĩa là lột cái gì. Cụm từ post down, nghĩa là truyền lại. Cụm từ read out, nghĩa là đọc to lên. Chúng ta có cái cấu trúc là forgot, là quá khứ của forget. Cô có cái cấu trúc là forget to do something quên phải làm gì. Chứ là cô lại có cấu trúc là forget doing something quên đã làm gì. Nhá, yeah, hai cấu trúc này khác nhau này. Với cấu trúc là forget to do something quên phải làm gì tức là mình phải làm gì nhưng mà mình quên. Thì cô lại có cấu trúc là forget doing something quên đã làm gì tức là mình làm rồi nhưng mà mình không nhớ, nhá. Yeah. Vậy thì với câu này dịch là uh, tôi quên lộp cái bài luận của tôi ngày hôm qua. Nhờ yeah. vì vậy mà tôi phải hỏi giáo sư xem là tôi có thể lục muộn được không. Vậy thì với cái ngữ cảnh của câu này cần một từ nghĩa là giao nghĩa là nổ Vậy thì cô sẽ chọn được câu 16 rất là dễ dàng Đáp án của câu đấy của chúng ta sẽ phải là anh ý B ở sau câu số 16 trẻ cô sang với câu số 17 Câu 17 là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần mạo từ nên Bạn nhớ cho cô là mạo từ dùng trước danh từ Nên sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau nhờ bạn căn cứ cho cô bằng từ Bằng từ lunch là bữa trưa Chúng ta có quy tắc là không sử dụng mạo từ trước tên của các bữa ăn như vậy thì với câu số 17 cô dễ dàng chọn được đáp án của câu đấy là ý A. À. Số 17 chuyển cô sang câu số 18. Câu 18 là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần thành ngữ. Vậy bạn sẽ thấy rằng là ở trong cái đề thi của chúng ta nó sẽ có những cái phạm trù rất là dễ và những cái phạm trù dễ đó nó sẽ là phạm trù về ngữ pháp. Thế còn cái phần khó trong đề của chúng ta sẽ là phần đọc hiểu này, phần từ vựng này, phần thành ngữ này, phần cụm từ này. Thì đấy là những cái phạm trù 8 cộng. Sorry đấy là những cái phạm trù 9 cộng Và những cái phạm trù 9 cộng này Thì để mà lấy được điểm thì các bạn sẽ phải học sâu vào Đấy nhá Rồi với cái câu số 18 Đây là câu thuộc phạm trù về thành ngữ Mà nếu là thành ngữ thì bạn thừa nhận cụm cho cô luôn Chúng ta có cụm từ sau Chúng ta có cụm từ in the offing nhá, Thừa nhận cái cụm từ này cho cô này Cô có cụm từ in the offing Bằng với cụm từ là going to happen soon Nghĩa là sẽ xảy ra sớm thôi chúng ta có cái cụm từ là now that bằng với từ because là bởi vì Được nhá chợ nó sẽ bằng cả với từ seeing that bằng với từ seeing that là vì chợ bởi vì bằng với cả từ since ok bằng với cả từ as nhá có có từ because bằng với từ seeing that bằng với từ since bằng với từ as bằng với từ now that nghĩa là vì chợ dịch là vì cái vụ bê bối sắp xảy ra lên là minister, bộ trưởng phải từ chức. Về theo cụm như vậy, 18 cô chọn được câu đấy là ý B. Số 18 chuyện cô sang câu 19 với phạm trù kiến thức về hỏi đuôi. Với phạm trù kiến thức về hỏi đuôi, nếu bạn nào không đọc kỹ câu này kiểu gì các bạn cũng sai. Vì cô nhớ là câu này cô trai là có trong thi thử, cô đã cho vào trong thi thử một đề thi của một tháng rồi. Và rất nhiều bạn sai câu này. Nhá. Nhớ là phải đọc kỹ đồ bài, không là chúng ta sẽ sai những lỗi mà chẳng đáng nghĩa là chúng ta không nên sai. Bởi vì cái phạm trù về hỏi đuôi nó rất là dễ nếu mà mình sai câu hỏi đuôi thực sự là ra khỏi phòng thi khóc luôn đấy đúng không ạ nhá cố gắng nhớ, cố gắng đừng để là sai những câu dễ còn câu khó không làm được là nếu bạn nào mà để sai những câu dễ còn câu khó không làm được thì là uh, xác định là ở lại với khóa sau mà ở lại với khóa sau nó là một chặng đường rất là gian lan bởi vì năm sau là năm sẽ là thi theo cái đổi mới thi đúng không ạ hình thức thi mới nội dung mới sách giáo khoa mới nên nội dung sẽ mới Giờ chúng ta mà lọt lại với khóa sau rất là vất vả nhá. Với cơ số 19 căn cứ cho câu từ sau căn cứ bằng từ spread như là bạn nhớ cô lại với cái từ spread từ này nó rất là đặc biệt ba dạng nó giống nhau tức là hiện tại của nó cũng là spread quá khứ cũng là spread và phân tử của nó cũng là spread vậy để xem cô xem anh này cô là hiện tại hay là quá khứ Để xem cô lại mạo từ à, chủ ngữ của cô là a strong wind như là một cơn gió mạnh vậy đây là chủ ngữ là danh từ số ít vậy nếu là hiện tại thì nó phải thêm s vì nếu không thêm s thì cô sẽ ra đề động từ chưa quá khứ nếu quá khứ thì bên này cô sẽ phải dùng trợ từ là đúng ạ bên kia khẳng định thì bên này phải phủ định Vậy đi với câu 19, đáp án của chúng ta phải là ý D. Sau câu số 19 chuyển cô sang câu số 20 và câu số 21. Với câu số 20 và câu số 21 sẽ là câu thuộc về tình huống giao tiếp. Với tình huống giao tiếp thì em sẽ xét cho cô sao tình huống là hai bạn nói chuyện với nhau. Chờ bạn ấy bạn bảo là hi, you must be new here. Để cô có từ must be nhớ mở rộng ra này. Chúng ta có cái anh là must be chắc là suy luận hiện tại. Vậy cô có cái anh là must cộng với have cấu vần từ hai, suy luận hợp lý trong quá khứ. Với dịch là hi, xin chào. Bạn chắc là người mới ở đây. Nhờ vậy bạn kia bạn sẽ đáp lại như nào? Chờ yes, vâng, đây là ngày đầu tiên của tôi đi làm. nhờ Vậy thì em có chọn đáp án ý A à không ạ? À? Bạn kia bảo rằng là xin chào, bạn chắc là người mới ở đây phải không? Vậy thì bạn kia bạn bảo là vâng, đúng rồi đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Vậy cô sẽ chọn ý A, à? đúng không ạ? À? Thế là ý sẽ cô là không, nhờ tôi rất là già ở đây. Nhà yeah, bạn thấy rằng là ở đây người mới ở đây tức là không phải nói về tuổi tác tức là mới tham gia vào công ty này đúng không? Mới làm việc ở đây chứ không phải là về tuổi tác. Vậy ý của cô mới tự âu là già ở đây thì không phù hợp rồi. Nhớ yeah. yeah. tiếp này. Ý bê cô là yes, vâng. Nhờ yeah. à, bạn ngạc nhiên à. Nhờ yeah. không người ta không đáp lại như này. Thế mà ý đề của chúng ta dịch là bạn cũng là người mới ở đây phải không? Nhờ yeah. không nhé. Yeah. Rồi người ta hỏi là bạn chắc là người mới ở đây mình đáp lại cái câu hỏi của người ta. So câu số 20 chuyển cô sang câu 21 này. trở câu số 21, bạn nhớ cho cô như sau, khi nào người ta nói I'm sorry? trở và khi nào người ta dùng cái cụm từ đó là cụm từ với cụm từ excuse me. trở khi mà người ta dùng I'm sorry tức là mình xin lỗi nhá. Thực ra sorry cô nói cô nói lại này. Cô có là người ta dùng I'm sorry hoặc excuse me đều có nghĩa là xin lỗi, nhưng mà khi mà mình mắc lỗi thì mình sẽ dùng là I'm sorry. Thế còn khi mình dùng dùng cái từ excuse me từ này của chúng ta nghĩa là xin lỗi theo kiểu một phép lịch sự thôi mình xin lỗi để mình nói cái câu này để mình muốn hỏi người ta cái gì đó Đấy yeah, chưa bây giờ cả xin lỗi như là cái bãi đỗ xe ở đâu nhờ yeah. vậy thì bạn sẽ đáp lại như nào nhớ này người ta hỏi như này mình trả lời như vậy nhá yeah. theo đúng cái văn phong của người anh chứ không phải theo văn phong của người việt nhờ yeah, dịch là xin lỗi chỗ đỗ xe ở đâu vậy ạ à? Để xem này ý yeah, à, cô dịch là tại sao lại hỏi tôi tôi không biết Vậy người ta sẽ không thể là impolite như này được, đúng không? Không thể mất lịch sự như này được. Chờ ý B cô là bạn bị lạc, bạn có bị lạc không? Tôi cũng vậy, không phải, đúng không ạ? Thế này ý C của chúng ta là bạn đi qua cái chỗ rẽ rồi, nó ở đằng kia cơ, nhá, nó ở đằng kia cơ. Thế này ý D của chúng ta là bạn sai rồi, nó không ở đây. Chờ vậy thì ở đây cô sẽ thấy được là cái đó là chỗ đỗ xe ở đâu? Thì là bạn đã đi qua cái chỗ rẽ đó rồi, vợ quay lại đi. Vậy thì với câu số 21 cô chọn được câu đấy là ý C em nhé. Rồi xong câu số 21 chuyển cho cô sang với câu số 22. với cái câu số 22 em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? À? Với câu số 22 và câu số 23 sẽ là cái câu về tình huống giao tiếp. Sorry, với câu số 2 và câu số 23 sẽ là câu về phần từ đồng nghĩa. Với cái dạng về từ đồng nghĩa thì cách làm chúng ta sẽ dùng ngữ cảnh của câu để đoán nghĩa của từ cụ tùy nằm người chân. Sau đó chúng ta sẽ xét nghĩa của các phương án. Em sẽ chọn cho cô một cái từ mà nó có nghĩa sát nhất với nghĩa của cái từ cụ tùy nằm cái chân này. Em sẽ xét ngữ cảnh cho cô cái câu số 22 này Để xem xem là từ ngữ cảnh Chúng ta có thể đoán nghĩa của cái cụm từ không nhé Cô có từ sau Với từ architect Nghĩa là kiến trúc sư Dịch là kiến trúc sư đấy đã rất là làm sao Rằng cái kế hoạch Cái, cái quy hoạch thành phố mới Của anh ấy đã bị turned down Cô có cụm từ turned down Nghĩa là từ chối Ngoài nghĩa là từ chối ra đâu, nghĩa là vặn nhỏ âm lượng Vậy thì cái việc mà cái quy hoạch thành phố thành phố mới của ông ấy bị từ chối đấy thì sẽ phải khiến cho ông ấy cảm thấy không thể là satisfied được đúng không ạ yeah, nhớ bởi vì là xét ngữ cảnh câu này thì mình có thể đoán kể cả mình không biết cái từ kia có nghĩa là gì nhưng mà xét ngữ cảnh câu này cái việc mà đề xuất của mình không được chấp thuận thì không thể dẫn tới cái cảm xúc cảm xúc là không thể dẫn tới cái cảm xúc là là satisfied được nghĩa là có từ satisfied nghĩa là hài lòng là thỏa mãn không phải đúng không ạ rồi có có này ý c với từ emotion là cảm xúc thì cô có, có từ emotional nghĩa là thuộc về cảm xúc Không phải, đúng không ạ Ở đây nó diễn tả tâm trạng của ông ấy chứ không phải thuộc về cảm xúc yeah. Tâm trạng của ông ấy là buồn vui hay như nào Chứ không phải là thuộc về cảm xúc Rồi tiếp này, cái việc mà cái Quy hoạch thành phố của ông ấy Bị người ta từ chối Thì nó cũng không thể dẫn tới cái cảm giác Là optimistic được, đúng không ạ Cô có từ optimistic nghĩa là lạc quan Vậy thì bằng phương pháp loại trừ Cô sẽ chọn được, yeah, với từ disappointed Nghĩa là thất vọng Trở về từ đó cô ra cụm từ let out là thất vọng em nhé. Rồi chúng ta có cái cấu trúc là let somebody down nghĩa khiến cho ai đó thất vọng. Xong câu đấy trợ cô sang với câu số 23. Trợ với cái câu số 23 tương tự như vậy cũng xét ngữ cảnh của câu này xem cho cô xem này. Trở với cái câu số 23 chúng ta có như sau này. Bạn phải làm sao với anh ấy rằng chờ spending nhờ cô có từ spending To my time playing computer games We we'll do him no good. Chúng ta có cái cấu trúc là do somebody good. Tốt cho ai đó. Nhớ. Yeah. Cô có cái cấu trúc là spend time cộng với mình dành thời gian làm gì. Vậy thì với câu là gì cả? Bởi bạn, bạn phải làm sao cho anh ấy rằng là dành quá nhiều thời gian để chơi game nhựa sẽ không tốt cho cậu ta. Vậy thì với câu này mình sẽ phải nếu mà em không biết cụm này nghĩa là gì bây giờ em ghép từng phương án vào em xem nghĩa cái, cái cái phương án nào của em nghĩa nó ổn em chọn. Cho ý là cô là cho anh ấy lái ô tô của anh ấy. Cô có cái cấu trúc là let somebody do something cho phép ai đó làm gì. Bây giờ em ghét cái, cái cái nghĩa là cho anh ta lái xe ô tô của anh ấy vào cái cảnh cô này nó chẳng ổn tí nào cả. Vậy thì cô sẽ không chọn gì a được không ạ? Rồi tiếp này cô có ý b với cái cấu trúc là allow. Cô có cái cấu trúc là let somebody do something thì nó sẽ bằng với cái anh là allow hoặc là permit. Nghĩa yeah, somebody do something nghĩa là cho phép ai đó làm gì. Vậy đây là ý C cô sẽ là cho phép anh ấy ở Vậy không phải rồi, được không ạ Thế vậy ý D chúng ta có cái cụm từ là Give somebody a lift Nhớ, yeah. Cô có cái cụm từ là Give somebody a lift Nghĩa là gì? Cả cụm này, cả cái câu này Give somebody a lift home Nghĩa là cho ai đó đi nhờ về nhà Vậy ý D cũng không phù hợp cho cái cảnh câu này Vậy cô sẽ chọn được ý B Ý B cô có cái cấu trúc là Make somebody do something Yeah, bắt ai đó làm gì Hoặc khiến cho ai đó như thế nào yeah, Vậy đây sẽ có là Khiến cho anh ấy hiểu rằng là Bạn phải làm cho anh ấy hiểu rằng là Dành quá nhiều thời gian để đánh game Là không tốt cho anh ấy Xong câu số 23 Chuyển cô sang với câu số 24 Với câu số 24 và câu số 25 Nó sẽ là dạng bài tìm từ trái nghĩa Với dạng bài tìm từ trái nghĩa Thì cách làm cũng sẽ giống như Dạng bài tìm từ đồng nghĩa chúng ta cũng sẽ dùng ngữ cảnh của câu để đoán nghĩa của từ và cụm từ y được ngoài chân nhưng mà em nhớ là khi chúng ta xét nghĩa của các phương án em phải chọn cho cô một cái từ mà có nghĩa sát nhất với nghĩa của à, sẽ phải có bạn phải chọn cho cô một cái từ mà nó có nghĩa trái ngược với nghĩa của từ cụm từ y ngoài chân theo hướng như vậy bạn sẽ xét ngữ cảnh của cái câu số 24 nào xét ngữ cảnh tức là sao nó sẽ ghép từ và dịch câu cho cô thì cô có từ sau với từ expert nghĩa là gì cô có từ expert nghĩa là chuyên gia Chứ ở các chuyên gia từ thường làm sao cô có từ forecast là dự đoán trợ dịch là chuyên gia thường dự đoán cái gì đó trong một nền kinh tế. Chờ sau khi có cái từ slow, chúng lại có từ slow down. với từ slow down của chúng ta có nghĩa là suy thoái nhá. Yeah. Rồi dịch là chuyên gia thường dự đoán về cái gì đó trong một nền kinh tế sau khi sau một cái đợt suy thoái kéo dài. Vậy thì bạn sẽ thấy là sử dụng cái kiến thức hiểu biết về xã hội của em này. Sau một cái đợt suy thoái kéo dài thì nó sẽ có cái sự đi lên của nền kinh tế. Nhờ từ đó cô có thể đoán được nhá với cái từ sau cô có thể đoán được cái từ in đậm cái chân của chúng ta với với cái từ đó là từ với từ upstream từ đấy của chúng ta có nghĩa là đi lên chợ đi lên vậy nó là sao ý là cô với từ reform là cải cách vì cô sẽ không chọn đó không chúng ta cần tìm từ trái nghĩa cơ rồi tiếp này cô có ý bê với từ inflation nghĩa là sự lạm phát không phải đó ạ rồi tiếp này cô sẽ có ý C của chúng ta nghĩa là sự cải thiện không phải Vậy cô sẽ chọn được đáp án của câu đây sẽ phải là anh ý D Cho ý D của chúng ta với cái từ sau Với từ decline nghĩa là giảm sút Đấy nhá, được không ạ? Có bạn, bạn ấy hỏi là tại sao không chọn đáp án ý B với từ inflation Thì bạn nhớ là với cái từ inflation là danh từ không đếm được Nó sẽ không thể đứng sau mạo từ ân được Rồi với cái câu số 25 tiếp tục như vậy chúng ta dịch nghĩa câu này when, when people are angry khi mà mọi người tức giận đúng không ạ thì họ hiếm khi hành xử theo cái cách chúng ta sẽ có ý a à, với cái từ sau với từ implied nghĩa là bất lịch sự nhờ vậy thì suy ra đây sẽ là lịch sự nhưng mà bạn nhớ cô này cô có cái từ này của chúng ta em cho thừa nhận nghĩa luôn cho cô này thì cô có với từ sau với từ rational nghĩa là lý trí Đấy nhá nghĩa là hợp lý nghĩa là theo lý lẽ nghĩa là có thể chấp nhận được vậy thì ngược với nó không phải là từ bất lịch sự Đấy, đúng không ạ rồi cô có từ satisfied nghĩa là hài lòng thì cô có từ dissatisfied nghĩa là không hài lòng không phải đúng không? cái này diễn tả tâm trạng của con người chứ không phải nó không thể là tính từ bổ sung với từ way cách được rồi tiếp này bây giờ cô sẽ còn ý đề với từ inconsiderate cô có từ considerate nghĩa là chu đáo ân cần chín chắn thì cô có từ inconsiderate nghĩa là thiếu suy nghĩ nghĩa chín chắn thiếu thận trọng nghĩa là nghĩa là theo cái kiểu là không chu đáo không cẩn thận kiểu như vậy vậy thì cái anh ý đề của chúng ta cũng không phù hợp như vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý C bằng phương pháp loại trừ. Trợ ý C của chúng ta với từ reasonable nghĩa là hợp lý thì bây giờ cô có từ với từ unreasonable nghĩa là bất hợp lý. Nha. Yeah. Xong câu số 25 chuyển của cô sang câu 26, 27 và 28. Với câu số 26, 27 và 28 nó sẽ là dạng bài về phát biểu sai. Trong cái dạng bài phát biểu sai này nó sẽ có hai câu sai về ngữ pháp và một câu sai về từ vựng. Nhưng mà nó sẽ không xét theo trật tự là ngữ pháp trước hay từ vựng trước cả. Vậy nếu như em không có ý tưởng cái câu đó sai đâu cả Thì em cứ xếp là lượt từng phương án một Với câu số 26 xem cho cô xem ý A à, có sai không Chúng ta có lý thuyết sau Cô có cái lý thuyết là despite Đằng sau nó sẽ cộng với cụm danh từ Hoặc là vậy Nghĩa là mặc dù, nghĩa là dù cho Chợ hoặc nó có thể dùng là, Hoặc người ta có thể dùng là Là despite Đằng sau cộng với the fact that Yeah, nếu cộng với the fact tiền sau sẽ cộng với một mệnh đề em thấy là đằng sau the fact là một mệnh đề nên ý là cô không có gì sai thì cả mặc dù thực tế rằng đã có debate đã có một cái cuộc tranh luận kéo dài nhưng mà tôi hy vọng rằng là những cái 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 tranh chấp này đúng không ạ sẽ được giải quyết mà không phải dùng tới ok vậy thì với cái này của chúng ta nhé gì cả mặc dù đã có cái debate cái tranh luận kéo dài Người ta, người, ta dùng thì hiện tại hoàn thành Has been không có gì sai cả Đúng không ạ? Rồi tiếp này Vậy thì cô sẽ thấy rằng là A không sai, B không sai này Tôi hy vọng rằng Những cái tranh chấp này sẽ được giải quyết Đợi Với cái động từ là hộp hy vọng Vậy sau người ta dùng thì tương lai đơn không có gì sai cả Đúng không ạ? Và những cái tranh chấp đó Sẽ được giải quyết là bị động Vậy thì C cô bị động tương lai đơn không có gì sai cả Vậy thì mọi cái sai sẽ đổ dồn Về cái anh ý này Vậy thì chắc chắn là ý của cô sẽ là sai với cách dùng từ rồi Nhớ cô có với cái từ sau với cái từ resource nhá từ này của chúng ta có thể đọc là có thể đọc là resource có thể đọc là đọc là resource nghĩa là nguồn lực nhận nguồn cung cấp vậy nhưng ở đây dịch là không phải dùng tới nhận cái việc kiện tụng pháp lý nhá cô này của chúng từ này của chúng ta nghĩa là kiện tụng nhá vậy để không cần phải dùng tới chúng ta sẽ không dùng từ resource nhá bạn sẽ phải dùng cho cô tới một cái từ sau mà nó đi được với giấy từ tu ở phía sau bạn nó biết ạ chúng ta có một cái cụm từ sau này Cô có cụm từ resort Ok chợ Resort to something phải dùng tới cái gì Nhờ vậy thì ý D của chúng ta sai Sửa cho cô thành từ resort để nhé Nào, Đây là sẽ là sai về cách dùng từ Xong câu đấy chuyển cho cô sang với câu số 27 Vậy thì câu số 26 là câu sai về từ vựng rồi Thì câu số 27 và câu số 28 sẽ là sai về ngữ pháp Trở với cái câu số 27 Xem cho cô xem là Ý A có sai không? Chứ ý a nó sẽ đi theo cụm từ đó là cụm từ take picture nghĩa là chụp ảnh giờ dịch là cái cặp vợ chồng đấy đều đã, đã chụp rất là nhiều ảnh trong cái kỳ nghỉ của họ vậy thì em thấy rằng là ý a với b đó là cụm rồi nên là a với b không sai được rồi xét cho cô xem là với cái anh ý c có sai không thì cô có với từ sau với từ vacation là kỳ nghỉ vậy thì ý c của cô không có gì sai cả vậy thì ý d của cô sẽ là sai là cái cặp đôi đó đã chụp rất là nhiều ảnh trong cái kỳ nghỉ của họ rồi đăng chúng lên mạng xã hội. Vậy chúng ở đây chính là gì? Là những bức ảnh. Những bức ảnh là danh từ số nhiều nên là it. Em phải đổi cho cô Thành. Thì cái này sẽ là sai tân ngữ. sách sai cách sử dụng của tân ngữ. Rồi với cái câu số 28 xem cho cô giỏi Với câu số 28 thấy có for many years. For cộng khoảng thời gian là dấu hiệu của thi hiện tại hoàn thành hơn nữa đằng sau động từ chúng ta chạy lại đơn thôi vậy xét các sự phối thì thì chỗ này cô sẽ dùng hiện đoạn thành chứ không phải dùng quá khứ hoàn thành nên là ý a à, cô từ had, đổi thành từ has là đúng đúng không ạ mặc dù anh ấy đã nấu ăn, ăn nhiều năm rồi anh ta vẫn không biết cái cách để mà chuẩn bị những cái đồ ăn của pháp theo cái cách theo cái kiểu cách truyền thống vậy thì câu số 28 sẽ là sai về thì của động từ em nhé bạn thân mến, ở trong đề thi chuẩn của chúng ta sẽ có một câu sai về cách dùng từ, một câu sai về cách sử dụng một tính từ sở hữu tân ngữ đại từ nhân xưng kiểu như vậy và một câu sai về thì của động từ của em nhé. Xong câu đấy chuyển cô sang với dạng bài tập đọc điền. Bạn thân mến, với cái dạng bài tập đọc điền này của chúng ta thì cách làm là chúng ta không bao giờ làm theo phương pháp đọc dịch cả. Bởi vì phần thông tin nó bị khuyết nên chúng ta sẽ không làm theo phương pháp đọc dịch được mà chúng ta sẽ xét câu hỏi với câu 28 nhìn ý với từ attending, ý với từ going, ý với từ studying và ý với từ learning Thì em sẽ thấy rằng đây là câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng Với câu kiểm tra kiến thức về từ vựng em sẽ phải xét ngữ cảnh của câu này Để xem xem là chỗ trống này em sẽ cần điền từ với nghĩa là gì Chứ ở trong cái phần chữa này thì cô cho anh sẽ không dịch cả bài cho em Mà cô cho anh sẽ hướng dẫn em cái cách làm bài thôi Thế còn để mà em muốn biết cái nội dung của toàn bài đến nhà thì em sẽ tham khảo phần lời giải chi tiết nhé với câu số 29 đầu tiên cô cho anh phân tích cấu trúc trong câu này đã Cô có cấu trúc sau cô có từ involve đi với giới oh, sorry cô có từ involve đi với verb in nghĩa là có liên quan đến việc phải làm gì vậy thì với câu này cô dịch như sau này hàng năm hàng nghìn người đến anh để mà cô có cấu trúc là in order to cộng với nguyên dạng để mà làm gì cho improve cải thiện cái standard of English là yeah. hàng năm hàng nghìn người đến anh để mà cải thiện cái 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 cái, cái... chất lượng về tiếng Anh của họ. Yeah. however, tuy nhiên for many đối với rất là nhiều người điều này có thể là một trải nghiệm đau thương, một trải nghiệm đau thương tức là sao là một trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu gì cả, à, nhá gì cả. Tuy nhiên đối với nhiều người thì đây có thể là một trải nghiệm đầy đau đớn bởi vì thực tế là nó có liên quan đến cái việc là phải học ở một ngôi trường xa lạ, Chứ ở một trong những cái ở trong những cái nơi mà đôi khi rất là rất là khó chịu không thoải mái, đúng không ạ và sống ở trong một cái nền văn hóa xa lạ. Vậy thì đây bạn sẽ thấy như sau này. Tuy nhiên đối với nhiều người thì đây có thể là một trải nghiệm đau đớn bởi vì vì làm sao? Bởi vì là nó liên quan tới cái việc là phải học ở một ngôi trường xa lạ, ở một cái chỗ ở mà có thể là đôi khi là chẳng mấy dễ chịu và sống ở trong một cái nền văn hóa hoàn toàn xa lạ. Vậy thì bạn sẽ thấy như sau rồi. Ở đây chúng ta sẽ cần một từ với cái nghĩa là học. Có rất là nhiều bạn nghĩ đến cái việc dùng từ studying hoặc là từ learning. Nhưng mà nhớ cô là với cái động từ là study, chứ với động từ là study hoặc động từ learn nghĩa là học cái gì cơ, chứ không phải là học cái ngôi trường này. Chứ còn nếu em muốn nói là học ở cái ngôi trường đó thì em phải có cái giới từ phía trước ví dụ giới từ là in hoặc giới từ là at. Thì em mới có thể dùng động từ là study hoặc động từ là learn được. Nên là CD của cô không được. Nhá, cô nói lại này. Với cái động từ là study, ok hoặc là động từ là learn nhưng nó sẽ là learn something Học cái gì đó Đấy nhá Nên là nếu như em muốn nói rằng là học ở một ngôi trường xa lạ Thì em phải dùng giới từ ở phía trước Chứ không để đến thẳng như này được Nên là ý C ở đây của cô sai Chứ ở going Nhưng mà nếu nó đến cái ngôi trường đó chúng ta phải dùng going to Chứ không phải dùng going mà không có giới từ đến thẳng cái trường kia được Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ Cô ấy chọn được câu hay chính là ý A à, Với động từ attend Nên là chúng ta có cấu trúc là attend something Tham dự vào cái gì Xong câu số 29 chuyện cô sang câu 30 Câu B là câu thuộc phạm chủ kiến thức về lượng từ. Câu này rất là đơn giản. Cho em xem cô này, phía trước cô có từ o là động từ. Nhờ đằng sau cô cũng thấy có động từ. Vậy thì ở đây cô sẽ không thể dùng đáp án ý e A được. Tại sao? Bởi vì cô có lý thuyết là sau so every phải cộng với danh từ số ít nghĩa là mỗi. Được không ạ? Rồi cô có từ others. Nhờ có thể đứng với cái từ others nó là đại từ rồi đứng một mình nghĩa là những cái khác. Nhưng mà em xem cho cô xem là ở cái vị trí này các bạn nhớ cho cô là với cái từ là others. nó sẽ là đại từ thì nó sẽ có vai trò làm chủ ngữ của câu, làm tân ngữ của câu. Chứ nó không thể đứng kẹp giữa hai động từ như này được. Nên ý C của cô không được rồi. Nhá cô có là another cộng với danh từ số ít nghĩa là cái khác, người khác chợ ngoài ra nó có thể sử dụng như một đại từ đứng một mình nhưng mà nó cũng sẽ giống như cái anh là others vị trí đứng của nó uh, so vai trò của nó sẽ là chủ ngữ hoặc là tân ngữ chứ không phải đứng giữa hai động từ như vậy thì bằng phương pháp loại trừ cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là -B với từ H, nghĩa là mỗi nó có thể cộng với danh từ số ít ạ ờ nhá ngoài với cộng danh từ số ít thì nó có thể kẹp giữa hai động từ như này với nghĩa là nhấn mạnh rằng là mỗi một người nhớ mỗi một cái gì đó để xem cho cô ở dịch nghĩa câu này gì là với cái điều này thì mỗi một học sinh sẽ được giao đúng không ạ được chỉ định một giáo viên phù hợp với cái yêu cầu về ngôn ngữ và sở thích của họ vậy thì với câu 30 cô chọn được câu là ý b với cái câu số 31 đây là câu kiểm tra kiến thức về đại từ quan hệ nếu cũng thuộc phạm trù kiến thức về phần ngữ pháp thì em xếp cho cô này căn cứ bằng từ o là động từ vậy xin ra phía trước của cô cần chủ ngữ nếu chủ ngữ thì cô sẽ không dùng where bởi vì where là trạng từ quan hệ. Nó thay thế trạng ngữ chỉ nơi trốn cơ. Nên là sau where phải cộng với chủ ngữ vấp chứ không phải cộng với động từ. Nên ý B của cô sai. Chờ cô sẽ bỏ where bởi vì là where là trạng từ quan hệ, thế trạng ngữ chỉ thời Nên vị trí đằng sau của nó sẽ phải cộng chủ ngữ vấp. Nên là cô có who thay thế tính từ sở hữu trước danh từ. Nên đằng sau nó sẽ phải cộng với danh từ xong mới đến động từ cơ. Nên C của cô cũng sai. Do đó câu 31 cô chọn được câu đấy là ý A. Sau 31 chuyển cô sang câu 32 câu này là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng. Vậy với cái câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng thì cách làm nó cũng giống như cái dạng bài chọn đáp án đúng thôi đúng không ạ? Nó cũng giống như cái dạng bài chọn đáp án đúng. Bây giờ em cũng sẽ xét cái ngữ cảnh của cái câu, có chỗ trống em cần điền từ đó. Sau đó em sẽ xét ngữ nghĩa của các phương án này, chọn cho câu một từ nó phù hợp với ngữ cảnh của cái câu kia. Em dịch Những cái học sinh mà nói tiếng Anh như là mọi lúc đấy, như là gì là học sinh nói tiếng Anh mọi lúc và vì thế mà học cách sử dụng ngôn ngữ trong cái nhờ cô có từ every đấy thì bạn nhớ cô là với từ every và từ đây viết tách nhau ra thì là trạng từ nghĩa là mỗi ngày thế còn từ every đấy viết liền nhau này nó sẽ là tính từ nghĩa là hàng ngày nó bằng với từ đây lý đó không ạ thế là học sinh nói tiếng anh mọi lúc và do đó học cách sử dụng ngôn ngữ trong 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 các tình huống hàng ngày trở về thì cô sẽ thấy như là sau này cô có ý về với từ chance là cơ hội không phải đúng không ạ rồi xếp cho cô đến với cái anh ý a thì sao Ý yeah của cô với từ sau Với từ position Từ đấy của chúng ta có nghĩa là vị trí không phải ghép ngữ cảnh không ổn yeah. Rồi vậy cô sẽ còn với cái anh ý C hoặc là anh ý D thôi Ý D cô với từ sau Với từ occasion nghĩa là dịp yeah, Là dịp Là một thời điểm cụ thể cho cái gì đó xảy ra thì cô không khô phải Vậy thì bằng phương pháp lại trừ cô chẳng ý C Ý C với từ situation nghĩa là tình huống, hoàn cảnh nhá yeah. gì dịch là học sinh nói tiếng Anh mọi lúc do đó học cách sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống hàng ngày Xong cô đấy chuyển cô sang với câu số 33. Thì câu này sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần liên từ. Với câu về liên từ thì cách làm cũng sẽ làm giống như dạng câu hỏi về từ vựng thôi. Em sẽ xét nghĩa của các liên từ và xét ngữ cảnh của câu. Trường hợp mà liên từ đứng ở đầu như này thì em sẽ phải dịch từ cái câu trước gối sang câu sau. Bởi vì bản chất của liên từ là liên kết câu mà. Nhớ. Yeah. Cứ có từ therefore nghĩa là do đó, do vậy. Từ however là tuy nhiên. Từ because là bởi vì và từ although là mặc dù để sẽ dịch cho cô xem này từ cái câu trước sang câu sau em sẽ dịch được câu này của chúng ta như thế nào dịch là những cái chương trình homestay những cái chương trình ở trọ đúng không ạ thường kéo dài tới 4 tuần như ạ? mặc dù cái chi phí cao hơn so với những cái 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 trường ngoại ngữ thông thường như nhưng mà sinh viên vẫn có thể cảm thấy tự tin rằng là À, mình sẽ được giảng dạy ngôn ngữ hàng đầu trong một cái ngôi trường trong một cái môi trường hoàn toàn rất là an toàn và dễ chịu nhá dịch nhỉ các chương trình ở chợ vậy, thường kéo dài tới 4 tuần nhớ, là, nhớ là gì các chương trình ở chợ các chương trình theo kiểu ở homestay tức là mình đến học học ngoại ngữ theo kiểu là mình đến mình ở nhà người ta và học ngoại ngữ trong chính gia đình người ta những cái chương trình homestay thì thường kéo dài tới 4 tuần dù chi phí nó có cao hơn so với những cái trường ngoại ngữ thông thường nhưng mà học sinh sẽ cảm thấy tự tin rằng là họ đang được giảng dạy tiếng Anh à, nhá, họ đang được giảng dạy ngôn ngữ hàng đầu trong một môi trường rất là an toàn và dễ chịu. Vậy thì ở đây bạn sẽ thấy rằng là ở phía trước thì người ta ở phía trước thì người ta bảo rằng là nhá, dù đúng không? dịch nghĩa câu này, dù nó có hai vế nhá. Là dịch là dù chi phí có cao đấy nhưng mà hai vế nó đối lập nhau. Vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được đáp án của câu này sẽ phải là D. Đó đúng không ạ? Nếu như em muốn dùng cái từ however Thì cái từ however nó phải đứng ở vị trí này cơ Thì em mới điền được Nó dịch là chi phí cao hơn so với các trường ngoại ngữ thông thường Tuy nhiên học sinh sẽ cảm thấy Thì em mới chọn được ý B em nhé Rồi bạn sẽ chuyển cho cô sang Chúng ta còn 5 câu nữa là xong Hai bài tập đọc hiểu các bạn sẽ xem lời xem lời giải chi tiết và xem phần video chữa mà cô trai đã quay và up ở trên môn rồi. Về cô sẽ chuyển từ câu số 46 đến câu số 50. Câu số 46, 47 và 48 nó sẽ là dạng về câu đồng nghĩa. Với dạng về câu đồng nghĩa em sẽ xét ngữ cảnh câu này cho cô trước này. Dịch là bà của chúng tôi có khả năng là cô có cái cấu trúc là might cộng với have của phần từ hai Thế là một cái điều có thể đã xảy ra trong quá khứ nhưng không chắc chắn. Nhá. Yeah. Dịch là bà của chúng tôi có thể đã gọi điện trong lúc chúng tôi đi vắng, trong lúc chúng tôi ra ngoài. Nhá yeah. vậy cô sẽ có ý là, là gì à? Thật là không may chúng tôi ra ngoài thì bà của chúng tôi gọi. Nhưng mà khi người ta dùng cái cấu trúc là might cộng với hờ uh, phụ phần thứ hai nó là một điều có thể đã xảy ra nhưng không chắc nếu như mà viết như IA yeah thì có nghĩa là rất là chắc chắn rồi nên nha yeah cô không phải trời ý b cô we were sure chúng tôi chắc chắn rằng bà của chúng tôi đã gọi điện trong lúc chúng tôi đi vắng vậy ý b cô không phải vì nó không chắc chắn nên dùng từ sure là không đúng nhờ yeah. rồi bây giờ cô sẽ còn với cái anh ý c và anh ý d ý d cô có từ utter để từ này bằng với từ sure Vậy cô có cái cấu trúc là auto hoặc là should cộng với have của phần thứ hai. diễn là một điều đáng nghĩa ra đã được làm nhưng lại không làm. Được dịch là bà của chúng tôi đáng nghĩa ra lên gọi điện trong lúc chúng tôi đi vắng. Vậy D không phù hợp rồi. Như vậy thì bằng phương pháp loại trừ cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là anh ý C. Cho ý C cô với từ sau. Với từ possibly nhờ với cái trạng từ với từ possibly bằng với từ perhaps nghĩa là có lẽ có thể diễn tả sự không chắc chắn. Yeah. Thì nó sẽ là có lẽ rằng bà của chúng tôi đã gọi điện trong lúc chúng tôi đi ra ngoài Vậy thì 46 cô chọn được câu đấy là Yến Xe Rồi sau câu số 46 trẻ cô sang với câu số 47 Vậy thì câu số 46 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần động từ quyết thiếu em nhé Trong cái dạng bài về câu đồng nghĩa này nó có 3 câu thuộc phạm trù ngữ pháp hết đó là một câu về động từ khuyết thiếu, một câu về cách diễn đạt chuyển đổi giữa quá khứ đơn và hiện tại anh thành, một câu về câu tường thuật em nhé. Rồi, xong câu đấy chuyển ở cô sang với câu số 47. Với cái câu số 47 dịch là Lần cuối cùng mà tôi đi khám Nha sĩ là 6 tháng trước Vậy ý ở cô đó là uh, Tôi đã có Một cái cuộc hẹn gặp nha sĩ Trong khoảng thời gian là 6 tháng Cái này không ổn rồi Nếu ta có là for cộng với khoảng thời gian là dấu hiệu của hiện tại thành Chứ không phải quá khứ đơn Cho ý C của cô là for cộng với khoảng thời gian Là dấu hiệu của hiện tại thành Chứ không phải quá khứ đơn nên B sai Rồi tiếp này cô sẽ có ý C là dịch là Tôi đã không đi khám nha sĩ được 6 tháng rồi Ừ, vậy thì với câu số 47, cô chọn được câu đấy của chúng ta sẽ phải là ý xe em nhé. Sau câu số 47 chuyển cô sang câu số 48. Câu 8 là khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta sẽ phải đổi ngôi, chúng ta sẽ phải lùi thì chúng ta sẽ phải thay đổi trạng thời gian và nơi trốn. Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp với dạng câu hỏi có từ để hỏi, chúng ta sẽ áp dụng công thức đó là từ để hỏi. Ok, cậu với chủ ngữ pháp. Thế cô có là what kind of shoes? Nhưng đầu với cho vừa làm từ để hỏi vừa làm chủ ngữ đôi này. Và sau đó cậu động từ động từ cô là a phải lùi thì. Chợ vậy nếu như ý C cô vẫn còn lại là a là sai. Chợ nếu em lùi thành UB cũng sai, đúng không ạ? Phải a phải đổi thành were. Như là cả a và d đều lùi thì đúng nhưng mà từ nào phải đổi thành then nên ý a của chúng ta mới đúng em nhé. Rồi với câu số 49 và câu số 50 nó sẽ là dạng phải kết hợp câu. Cho cái dạng kết hợp câu thì đề chuẩn nó sẽ có một câu theo dạng thức giả định một câu thuộc phạm chủ kiến thức về thức giả định và một câu sẽ thuộc phạm chủ kiến thức về đảo ngữ em nhé. Nào, với cái câu số 49 em hãy chọn được đáp án của câu này của chúng ta sẽ là ý gì? Với câu số 49 em nhìn thoáng qua bốn đáp án thì em sẽ thấy rằng là câu này sẽ thuộc phạm chủ kiến thức về câu điều kiện và câu ước. Vậy em sẽ xét ngữ cảnh của câu gốc, người ta đang dùng thì quá khứ. Dùng thì quá khứ thì nếu giả dụng dùng điều kiện thì phải dùng điều kiện loại 3. Điều kiện loại 3 có cái công thức mạnh đề if nó sẽ phải là if câu ấy chủ ngữ cộng vấp chia quá khứ hoàn thành. Mệnh chính sẽ trên công thức là oh, u cộng với hợp cộng phân từ hai. Vậy thế là cả A và B đều đúng về mặt cấu trúc của điều kiện loại 3. Dịch nghĩa câu này này. Câu gốc dịch là tôm không đến bữa tiệc, anh ấy bỏ lỡ rất là nhiều cuộc vui. Anh ấy đã bỏ lỡ tất cả những cuộc vui. Bây giờ nếu như anh ta đến bữa tiệc thì anh ta sẽ không bỏ lỡ những cuộc vui đó. Vậy ý hả cô đúng. Tại sao ý B lại không đúng? Chứ ý B là nếu như anh ta đến bữa tiệc thì anh ta sẽ bỏ lỡ tất cả những cái cuộc vui. Vậy ý B của cô không đúng về mặt ngữ nghĩa. Đúng ạ. Câu này của cô là quá khứ thì không thể đổi nó về hiện tại như được lên xe sai nên không cần xét về nghĩa nữa. Chợ với cái anh là if only là giá mà nó tương đương như là wish là ước. Nhưng mà nhớ nó có ước cho quá khứ chúng ta phải lùi về quá khứ hoàn thành cơ chứ không phải quá khứ đơn như này. Nên thì đề sai. Xong câu số 49 trở cô sang với câu số 50. Chợ với câu số 50 là câu thuộc phạm trù kiến thức về đảo ngữ này. Thì là cho vừa mới ăn tối xong thì cô ấy nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Chúng ta có cụm từ là but for", cộng với một cụm danh từ đằng sau cộng với mệnh đề chính của điều kiện loại 3. Điều gì cả Nếu như không có cuộc gọi khẩn cấp Thì cô ấy vẫn chưa ăn tối xong Ý yeah, ai của cô sai so với ngữ cảnh của câu gốc Trở chúng ta có cái cấu trúc là No cộng với head cậu chủ ngữ cộng vấp phân từ hơi Cộng với dơn, chủ ngữ vấp quá khứ đơn Em thấy là về mặt cấu trúc nó đúng Nghĩa của cấu trúc này là ngay khi vừa mới thì về dịch là cái cô ngay khi cô này vừa mới ăn tối xong thì cô ấy nhận được một cuộc gọi khẩn cấp Ý B của chúng ta đúng Nhà Ý C này Chúng ta có cấu trúc là only after Cộng với một mệnh đề Đằng sau cộng mệnh đề đảo ngữ Em thấy rằng là về ngữ pháp là đúng Xét cho cô mặt ngữ nghĩa này Chỉ sau khi cô ấy nhận được một cuộc gọi khẩn cấp Thì cô ấy mới ăn tối xong Ý C của cô sai so với tiến trình của hành động Ý D cô có cái cấu trúc là not until Cộng với một mệnh đề Đằng sau cộng mệnh đề đảo ngữ Vậy về ngữ pháp là đúng Xét cho cô mặt ngữ nghĩa này Mãi cho, tận, mãi cho tới tận khi cô ấy nhận được một cuộc gọi khẩn cấp Thì cô ấy mới ăn tối xong Ý D của cô cũng sai so với tiến trình của hành động Vậy thì với câu số 50, cô chọn được câu đấy của chúng ta là ý B em nhé. Bạn thân mến, vậy là cô Trang anh đã hỗ trợ em chữa xong đề số 2 của cuốn sách này. từ bây giờ trở đi cô Trang anh sẽ hỗ trợ duy trì Cô Trang anh sẽ duy trì hỗ trợ các bạn chữa livestream cuốn sách này hai buổi một tuần Đó là vào lúc 20 giờ của tối thứ tư và tối thứ sáu Vậy là tuần này chúng ta hết việc livestream rồi Thì tuần sau chúng ta sẽ chữa tiếp đề số 3 vào thứ tư và đề số 4 vào thứ sáu em nhé các bạn chịu khó là làm trước đề này trước buổi livestream của cô thì khi cô chữa các em sẽ ngấm và thấm hơn Nhờ, ví dụ là khi em làm xong cái đề đó mà em cũng không hiểu tại sao mình sai cả thì trong chương trình livestream này em có thể đặt câu hỏi của cô trai sẽ hỗ trợ giải đáp cho em em nhé bạn thân mến vậy là buổi hỗ trợ của cô trai đến đây là hết tại vì các bạn hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau